Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Sê Băng Hiêng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa với mức đầu tư 6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp. Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão lịch sử trong năm 2020 đã khiến tình trạng sạt lở bờ sông Sê Băng Hiêng đoạn qua trung tâm xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất sinh hoạt của nhiều hộ dân. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Sê Băng Hiêng với chiều dài 454 m. Nạo vét, khơi thông, chỉnh trì dòng chảy và tận dụng cuồn sỏi lòng sông để đắp gia cố dọc chân tuyến kè, khắc phục tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.